Xin chào quý vị và các bạn. Kênh Xe Channel là kênh chuyên về xe ô tô và xe máy. Kênh Xe Channel xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn video 3 mẫu xe con tay hot nhất năm 2017. 1. Xe con tay Yamaha Exciter 150. Thiết kế Exciter 150 đen nhám, tổng thể giữ nguyên so với bản hiện hành. Xe dài 1970mm, rộng 670mm và cao 1080mm. Chiều dài trục cơ sở 1290mm, độ cao yên 780mm, trọng lượng ướt 115kg và khoảng sáng gầm 135mm. Bảng đồng hồ thiết kế thể thao, khi mở khóa điện, đồng hồ LCD hiển thị dòng chữ 2 Battery hoặc Ready to Go. Với tem xe mới, Exciter tiếp tục duy trì hình tượng vua đường phố với một số xe thể thao cao cấp phù hợp với những khách hàng nam giới trẻ trung đam mê tốc độ, muốn sở hữu một chiếc xe kết hợp giữa khả năng vận hành vượt trội, động cơ mạnh mẽ và một thiết kế tuyệt vời làm nổi bật phong cách của bản thân. Phiên bản RC vẫn có 3 bản phối màu gồm đen đỏ, ánh kim, đen vàng, ánh kim và nổi bật nhất chính là bản màu trắng, đỏ, ánh kim, đem lại vẻ tao nhã cho thiết kế xe. Phiên bản GP với cách phối màu xanh bạc quen thuộc đặc trưng cho DNA thể thao của Yamaha sẽ vẫn tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu cho người hâm mộ thương hiệu Yamaha. Bên cạnh các phiên bản truyền thống, Exciter 150 vẫn duy trì hai lựa chọn cá tính khác là Exciter Camo dành cho các khách hàng yêu thích chất phong trần, hầm hố của họa tiết rằn ri và Exciter phiên bản Movista với màu xanh dương kết hợp với tem Movista của nhà tài trợ đội đua Yamaha MotoGP. Hầu hết các mẫu xe máy của Honda và Yamaha đều giảm giá mạnh sau Tết, nhưng Exciter vẫn giữ ở mức giá cao. Giá xe Yamaha Exciter trên thị trường đang ở mức cao hơn giá đề xuất từ 1,5 đến 7,5 triệu đồng so với giá đề xuất 45 đến 45,5 triệu đồng. Trong đó, bản sơn đen nhám bán ra tới 53 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 7,5 triệu đồng. 2. Xe con tay Honda Win 150. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Honda Win 150 đã tạo được ấn tượng bằng phong cách thể thao mạnh mẽ với thiết kế nhiều lớp, khung xe và vỏ xe mang cấu tạo 3 chiều, đem đến tính khí động học cao khi vận hành. Nếu như Yamaha và Suzuki đều nhắm tới đối tượng khách hàng của mình chủ yếu là giới trẻ bằng thiết kế hầm hố, góc cạnh và khác biệt, thì Honda lại quyết định tạo ra Win với phong cách có phần trung tính bằng những thiết kế quen thuộc của hãng xe này giúp mở rộng phạm vi khách hàng. Nếu như chỉ nhìn thiết kế bên ngoài, bạn sẽ không thực sự bị Honda Win 150 cuốn hút hoàn toàn. Thế nhưng hãy thử một lần lên xe và cảm nhận chắc hẳn bạn sẽ phải nghĩ lại. Với động cơ DOHC cam đôi kết hợp cùng hộp số 6 cấp khác biệt, Win 150 sẽ mang đến cho bạn những cảm giác rất phấn khích mỗi khi chuyển số và tăng ga. Thời điểm hiện tại, Honda Win 150 vẫn chưa thực sự tạo lên một cơn bão trên thị trường Việt. Tuy nhiên, với phong cách tăng tốc mạnh về sau của mình, có lẽ cuộc chơi sẽ bắt đầu ở những chặng tiếp theo, thời điểm mà những phản hồi tốt của khách hàng bắt đầu nhiều hơn sau một thời gian sử dụng. Hiện, mức giá phổ biến của Honda Win 150 tại các đại lý nằm trong khoảng từ 45 đến 46 triệu đồng cho cả hai phiên bản thể thao và cao cấp. Mức giá trên đã bao gồm VAT và phí làm giấy tờ. Như vậy, giá bán của Honda Win 150 chỉ ở mức 41 đến 42 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với giá đề xuất là 45,49 triệu đồng cho bản thể thao và 45,99 triệu đồng cho bản cao cấp. Chưa dừng lại ở đó, khách hàng mua Honda Win 150 còn có cơ hội nhận được quà tặng là một chiếc đồng hồ trị giá từ 1,5 triệu đồng đến 4 triệu đồng. 3. Xe Suzuki Rider. Với kiểu dáng thể thao và mạnh mẽ, cùng nhiều tiện ích vượt trội sẽ mang đến sự hài lòng tối đa cho người sử dụng. Một động cơ mạnh mẽ 4 thì 150cc, phun xăng điện tử và hệ thống làm mát bằng dung dịch là điểm nhấn tuyệt vời của Rider thế hệ mới.
tất cả được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại mà Suzuki đã đáp ứng để sản xuất ra dòng xe thể thao nổi tiếng trên thế giới như GSX-R1000 và chiến binh đường đua MotoGP GSX-RR. Các chi tiết được thiết kế theo phong cách thể thao hoàn toàn mới, đích thực là dòng xe Underbond với kiểu dáng độc đáo cùng nhiều tiện ích và công nghệ tiên tiến đi cùng. Thể thao và tiện ích vượt trội, mạnh mẽ và tinh tế, động cơ 150cc DOHC 4 thì, công suất 18,45 mã lực ở vòng tua 10.000 vòng trên phút, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, hệ thống truyền động côn tay 6 cấp số. Được mệnh danh là nhà vô địch trong phân khúc côn tay 150cc, Rider 150 có nhiều vượt trội hơn hẳn so với Exciter 150 và Win 150. Hiện tại, trên website của Suzuki tại Việt Nam đang niêm yết giá là Rider FE phiên bản tiêu chuẩn 48.990.000 Việt Nam đồng, Rider FE bản GP giá 49.190.000 Việt Nam đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ kênh của chúng tôi bằng cách đăng ký kênh miễn phí và like comment dưới video để góp ý. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.